Anh sẽ vì em mà cầu.
Thưa quý vị, thế này này, thường thường trong một chương trình văn nghệ mà chúng ta là những người có quá trẻ, cho nên hát những bài toàn là bolero với lại slow không. Thành ra bây giờ mình ráng mình tập những cái bài nào nó cho dễ dịp dịp lên chút. Thì bây giờ không, cái vấn đề đó là một cái vấn đề mình cải tiến trong vấn đề văn nghệ của mình. Đấy. Rồi, thì để từ từ. Nói gì? Rồi người ta nói này. Người ta nói thế này nè. Rồi, già thì già tóc, già râu, già răng, già lợi. Không già. Nhưng mà tấm hồn không già. Đấy, ý tâm mày không? Già răng, già lợi, tấm hồn không già. Chứ cái cãi gì, cái già thì cái đó không biết. Thôi bây giờ thế này. Anh Trung, nãy giờ anh... Rồi, lo chụp cái đôi anh.